Chào mọi người nha. Hôm nay mình có cái con quẹt mini đi. Dù Yoshinko đi. Đó thì về kiểm kê thì lúc nãy mình tháo ra rồi. Đỡ trên mất thời gian nha. Thì mình tháo ra sẵn luôn, mình kiểm kê lại thì thấy cái quẹt này nó bị chí rồi nha. Nó bị đứt cùng dây rồi. Đó. Bị đứt cùng dây luôn. Bây giờ quắn thì mình cũng chè quắn nữa, mình lười lắm, quắn thì cũng được thôi, tại vì nay nó có bén sẵn rồi. Đi, nó có bén sẵn cái cục đi, cuộn đồng đi, 100% là dây đồng nha. Đó, mình thay vô là xong, rất là đơn giản. Bây giờ mình chỉ tiến hành là tháo nó ra và thay vô nha. Đây ở trong bên trong này thì nó có một cái câu chì nha. Để mình kiểm kê cái câu chì thử xem nó có bị đứt không thì mình đấu lại nha. Rồi bây giờ mình dùng đồng hồ điện tử nha, đồng hồ Ambitrix nha. Mình bật then đo thông mạch nha. Đo thử nó có còn nên không. Vậy là đứt rồi nha. Như vậy là nó không có bị hư cuộn dây nha, nó bị đứt, chỉ đứt cốc chì thôi. Bây giờ mình chỉ không thi cái này, mình chỉ đấu lại câu chì là xong thôi, rồi cho thử cho nó thì ok nha. Lúc đầu thì mình cứ tưởng là nó chín luôn, nhưng mà bây giờ thì nó không sao, nó bị đứt câu chì thôi. À, cũng hơi nhẹ chỉ mình nữa. Đây nha, đây là cái câu chì của nó nha. Bây giờ mình đấu nó lại được xong nha. Đó, nó bị đứt chạy lâu, nó bị nhóm, nó bị đứt nha. Bây giờ mình tiến hành đấu lại. Để mình hàn lại luôn nha, cho chắc nha. Đây, mình lấy mẫu hàn rồi đây. Đó, bây giờ mình cắm điện vô mình chạy thử nha. Rồi thì ok nha, đây là đen chì đây, đó đen chì đó.
nó kêu rột rột á, không. Rồi bây giờ mình tiến hành lắp lại nha. Rút ra đây. Lắp lên nhông ra nha. Đớ vô nữa là xong. Thank you.
Như vậy là ok rồi nha. Chúc mọi người thành công nha.